hôn nhân thời hiện đại, làm tình giỏi mới giữ được nhau. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta gặp không ít các cặp vợ chồng, tuy không hòa hợp về tính cách, về nhan sắc, về quan điểm sống, nhưng lại sống với nhau rất hạnh phúc và bền chặt. Và lý do mà họ tiết lộ hôn nhân bền vững phần lớn không phải là do họ nhường nhịn, họ biết chia sẻ và họ thấu hiểu nhau trong cuộc sống, mà cái chính là bởi vì họ hợp nhau khi ở trên giường. Tình dục được xem là một bản năng của con người, dù là đàn ông hay đàn bà thì đều có những ham muốn và những khao khát. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi tìm được một đối tác mà biết mình muốn gì và có thể làm cho mình thỏa mãn và lên đỉnh. Rất nhiều chị em thường né tránh khi chia sẻ về chủ đề tình dục trong hôn nhân vì nghĩ đó là vấn đề tế nhị và thường coi nhẹ nó trong đời sống vợ chồng. Điều các chị luôn nghĩ đến đầu tiên khi làm vợ đó là phải công, dung, ngôn, hạnh, phải biết nhường nhịn, phải biết yêu thương, biết chăm sóc chồng, biết tận tiện, biết nâng khăn sửa túi, biết đối nhân xử thế với hai bên gia đình nội ngoại, anh em họ hàng. Đó mới thực sự là người con dâu tốt, người con dâu hoàn hảo. Thế nhưng có một thực tế, các chị em không ít lần phải lên tiếng bênh vực cho những cô vợ đẹp, ngoan, giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhưng chồng vẫn đi ngoại tình. Lúc này người chồng bị lên án là bạc tình bạc nghĩa. Tuy nhiên lại không có ai để ý rằng đàn ông họ thường chỉ ngoại tình trong các trường hợp: một là khi vợ mang bầu, sinh con; hai là khi vợ mắc bệnh phải điều trị lâu dài, không thể sinh hoạt vợ chồng được; và ba là khi vợ không giúp các anh thỏa mãn những vấn đề về sinh lý. Tình dục và đàn bà có thể nhịn được lâu nhưng đàn ông thì rất khó. Nếu không thể tự thỏa mãn hoặc là vợ cũng không làm được gì thì họ phải đi tìm người thứ ba. Và có một sự thật rằng cũng chẳng thể có một ông chồng nào có thể sướng được khi mà vợ cứ nằm đơ như một khúc gỗ dưới thân, mặc mình muốn làm gì thì làm, không rên gì, không vút ve ai bất cứ một cảm xúc hưng phấn nào, lần nào cũng chỉ duy trì một tư thế hoặc nhiều hơn là số 2. Thậm chí nhiều người còn chẳng biết dạo đầu là cái gì, làm tình chỉ như đang trả bài mong chồng đánh nhanh thắng nhanh để còn đi ngủ vì mai còn nhiều việc phải làm. Các chị cứ như thế hỏi sao chồng không chán, không tơ tưởng đến mấy cô gái bên ngoài, toàn những các cô thích ve vuốt, thích chiều chuộng mình đến từng tấc da từng thớ thịt. Thế nên khi chồng ngoại tình cũng một phần do lỗi ở các bà vợ. Sao cứ phải dành hết tiền tiết kiệm được để đi mua đồ, mua cho chồng, cho con, mua thức ăn ngon cho cả nhà cùng ăn, mà không thử một lần mua cho mình một chiếc áo ngủ gợi cảm, bỏ đi bộ đồ lót đã nhàu cũ, hay là mua mới một chai nước hoa có hương quyến rũ để khơi gợi chồng. Khi hai vợ chồng có những giây phút ân ái bên nhau, thay vì nằm im ngại ngủ, các chị đo giờ tỉ tê khơi gợi chồng chưa? Hãy ý thử ngay đi, hãy nói với chồng biết các chị thích như thế nào, nơi mẫn cảm là đâu. Đồng thời có thể chủ động giúp chồng bằng tay, bằng miệng hay thử những tư thế mới. Có người đàn ông nào mà thoát khỏi được bàn tay của người phụ nữ khi mà vuốt ve và cưng nựng? Cái họ cần là người đàn bà khác cũng chỉ có thế này thôi. Vợ mình làm được thì có lẽ họ không cần phải tìm ai khác nữa. Thỉnh thoảng có thể tắm chung, hoặc có thể nổi hứng lên làm tình ở một nơi khác nhưng vẫn kín đáo, đi du lịch riêng tư hay thử làm tình vào ban ngày chẳng hạn. Sự chủ động và tiếp cận một cách thỏa mãn của các chị em như một liều doping cho chồng. Khi mà các anh chồng đang trong trạng thái vui vẻ, phấn khởi thì làm gì còn thời gian để mà cãi nhau hay cằn nhằn vợ nữa. Thậm chí nhiều ông chồng còn chiều vợ hơn vì vợ đã chịu đựng mình quá nhiều khi từ trên giường rồi. Các chị cũng đừng ngại khi xem các bộ phim gắn mác 18+, các bài viết, các video để có thêm kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Mỗi ngày một tư thế mới thì làm gì có ông chồng nào mà không thích. Cũng không chừa khi các chị em chăm chút thêm cho phần nhạy cảm của mình, như là có thể tẩy lông, làm hồng hay là làm săn chắc hơn. Hãy luôn tạo cho chồng cảm giác mới mẻ thay vì miễn cưỡng chỉ vì những chỗ ấy của mình không được bắt mắt và gọn gàng cho lắm. Chung quy lại thì đàn ông ngoại tình một phần cũng vì ham của lạ, chứ cũng không phải là ông nào cũng vì yêu bồ hơn hay là thật lòng muốn ly dị với vợ để cưới người ta. Vì thế nếu như các chị tinh tế hơn, uyển chuyển hơn một chút, nhất là trong những chuyện thầm kín như thế này, thì các chị em sẽ không còn sợ chồng bị người khác hốt mất. Bởi vì chẳng có ông chồng nào phải mất công ra ngoài ăn phở khi cơm nhà mỗi ngày lại có một món ngon và hấp dẫn. Các chị đừng nghĩ mình chủ động là lố lăng, là dâm loạn. Đó cũng là một phần của tình yêu.
Ai yêu mà chẳng muốn người mình yêu được hạnh phúc, được thỏa mãn về mọi mặt, nhất là về phần tinh thần và kể cả về mặt thể xác. Mình nói thật, khi làm như vậy thì bản thân chị em chúng ta cũng được tận hưởng. Vậy thì tại sao cứ để mặc chồng tự vui chơi mà không phải là cả hai cùng vui? Tình dục vốn dĩ là một sinh hoạt sống còn của người đàn ông. Ai bảo không thì người đó không phải là người đàn ông chính gốc hay là người đàn ông thật lòng. Đàn ông có thể say sưa một cô gái xấu như thị nở, thế nhưng nếu như cô ta giỏi chiều cái anh ấy trong những giây phút hoang lạc, trong khi vợ mình đẹp như thần tiên cũng vẫn sẽ bị bỏ rơi. Khi một cuộc mưu mô bên ngoài thì đàn ông bao giờ cũng nhớ đến vợ mình, đó là một điều rất kỳ lạ. Ngoại tình không có nghĩa là ghét vợ 100%. Thương vợ vì vợ không biết cách, không biết cách để mà chiều chồng, để mà cả hai cùng vui vẻ hạnh phúc, nên đánh mất chồng cho người đàn bà khác. Là một người vợ tốt rất khó, chị em cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn những kinh nghiệm về chuyện ấy, chứ đừng có trao đổi với nhau những cách đánh ghen. Đó chỉ là một cái lực càng đẩy chồng đi xa hơn. Chúng ta hãy nói thật với nhau rằng hạnh phúc đúng là phải biết chia sẻ, biết hy sinh và biết nhường nhịn. Nhưng cái đó nó cũng chỉ là trong giới hạn nhất định. Có không ít những người đàn ông vừa động vào vợ, cô vợ đã nổi đoá lên, nhanh nhanh để người ta còn đi ngủ. Thế thì tự hỏi làm gì còn người đàn ông nào có thể hừng hực chiến đấu được nữa. Liền nhũ như con chi chi, gia đình lúc nào cũng căng thẳng bởi vì những nhu cầu của cả hai đều không được thỏa mãn. Và các bạn thân mến, khi nói đến chủ đề này thì có rất là nhiều điều các chị em phụ nữ thường hay làm khiến cho cảm hứng của chồng đứt phật. Những lỗi này với chị em thường xuyên mắc phải, để rồi sau đó lại than phiền là tại sao dạo này chồng mình ít muốn chuyện yêu với mình, tình cảm của hai vợ chồng dạo này đi xuống. Tình dục vốn là một chủ đề rất tinh tế và nhạy cảm, và cũng không phải nghiễm nhiên mà rất nhiều những trang mạng xã hội họ có thể đưa ra các điều luật cấm và khắt khe hơn về những chủ đề nhạy cảm này. Thế nhưng nó lại là một vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Làm hài lòng người bạn đời trong chuyện ấy là một phần thể hiện tình cảm của mình với đối tác yêu đương. Và tuy nhiên, chúng ta hãy cùng chia sẻ ngay sau đây những việc mà các chị em phụ nữ thường hay thể hiện trên giường mà không biết được rằng những điều này sẽ khiến cho một nửa của mình cảm thấy không có một chút cảm hứng nào. Hãy cùng chia sẻ để chị em phụ nữ chúng ta cùng tránh và có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhé. Điều đầu tiên mà các chị em phụ nữ hay mắc phải đó là hay nằm lề trên giường. Theo một khảo sát thì có rất nhiều người đàn ông đã phàn nàn người bạn đời của mình cứ nằm im như một xác chết trong cuộc tập trận, và họ thấy bản thân mình giống như là một con chăn khổng lồ và chuẩn bị nuốt xác một con bò. Nếu như bạn quá ngại ngùng để có thể chủ động trên giường thì ít nhất là có thể sử dụng tay hay là các bộ phận khác của cơ thể mình để khiến cho người đàn ông họ cảm thấy không phải ra trận một mình. Làm chuyện ấy với chồng là cả một nghệ thuật, và nó mang lại những cảm nhận tôi nghĩ rằng rất là khoái lạc mà và rất là hạnh phúc đến với cả hai. Đàn ông thích một người phụ nữ quan hệ với mình một cách nhiệt tình, và nếu như người phụ nữ cứ nằm ườn dưới tấm chăn thì anh ấy sẽ cảm thấy cô ta thật lười biếng và chỉ muốn hưởng thụ, hay là cô ta lại đang không có hứng thú gì nhỉ. Thế thì việc người đàn ông có lâm trận đi chăng nữa cũng sẽ ít nhiều bị tuột đi những cảm xúc đáng lẽ ra là không nên tuột. Những người phụ nữ quá lớn tiếng cũng là những người phụ nữ khiến cho chồng bị tuột hứng. Một điều tuyệt vời khi làm chuyện ấy là có những tiếng rên nhẹ nhẹ. Tuy nhiên đây không phải là một vở opera đang ở mức độ cao trào. Một tiếng kêu lớn và thất thanh sẽ khiến cho người đàn ông giật mình, và người đàn ông sẽ không thể chịu nổi nếu như bạn cứ hét lên như một kẻ điên. Nó không hề quyến rũ và kích thích một chút nào cả. Ngược lại, nó còn gây phiền nhiễu và đáng sợ vô cùng. Chính vì vậy, hãy tiết chế cái miệng của mình một chút. Những người phụ nữ có mùi cũng là những người phụ nữ tôi nghĩ rằng ít có người đàn ông nào có thể có một cảm hứng cao trào được. Nhiều người phụ nữ mất điểm trong mắt chồng bởi vì quá lười vệ sinh. Đừng ngủ cạnh người đàn ông của bạn mà không tắm. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể không phải là một thứ gì đó dễ chịu. Tương tự như vậy, hãy đánh răng trước khi lên giường. Mùi tóc, mùi nách, mùi thức ăn trong miệng sẽ thật sự khiến cho người đàn ông mất hết cả cảm xúc. Một người phụ nữ dịu dàng, tươi tắn và sạch sẽ với hơi thở thơm mát sẽ khiến cho người đàn ông phát cuồng hơn là một người phụ nữ dù xinh đẹp nhưng mặt chát đầy son phấn và hơi thở nồng nặc mùi rượu hay là sặc sụa mùi thức ăn. Một người phụ nữ sạch sẽ và thơm tho sẽ luôn là người phụ nữ khơi gợi được những cảm hứng cho người đàn ông. Đừng bao giờ lấy lý do là mình bận nấu ăn hay mình bận làm việc nhà
đến nỗi mà mồ hôi mồ kê ra nhiều hay mùi thức ăn ám vào cơ thể để đi lên giường vì quá mệt. Phụ nữ hãy biết yêu bản thân của mình hơn. Có thể các chị lười hơn một chút, nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho và cũng vẫn đảm bảo việc chăm sóc cho chồng mình thì sẽ hấp dẫn hơn là một người phụ nữ tần tảo hy sinh quá nhiều về chồng, nhưng đến cuối ngày vợ chồng bên nhau, tất cả những thứ ám ảnh trong đầu anh ấy chỉ là mùi thức ăn, mùi cơ thể của các chị. Hãy yêu bản thân mình hơn cũng là một cách yêu người chồng của mình hơn. Những người phụ nữ mặc những bộ đồ ngủ lôi thôi và lếch thếch cũng tương tự như vậy. Bạn cần biết rằng thị giác có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của người đàn ông, đặc biệt là khi anh ấy đang chuẩn bị yêu. Khi bạn mặc một chiếc áo len cũ, mặc một bộ đồ ngủ cốt tông rất dày, đội một cái mũ ngủ nhăn nhúm, thì bạn mong đợi điều gì khi mặc trang phục như vậy? Đàn ông, họ thật sự cảm thấy rất khủng khiếp với những thứ mà những người phụ nữ này mang lên giường, làm đứt phật mọi cảm xúc. Hãy chuẩn bị cho bản thân mình những bộ váy ngủ thật nóng bỏng, nếu không thì cũng phải mát mẻ và gợi cảm một chút. Bạn đang chuẩn bị cho một cuộc yêu nồng cháy chứ không phải là đi đánh nhau, nên không cần phải bảo vệ cơ thể ở mức quá cần thiết như vậy. Một người phụ nữ giảm vào lên đỉnh cũng sẽ khiến cho người chồng tuột dốc không phanh về cảm xúc. Nghiên cứu cho thấy rằng một nửa số phụ nữ trên toàn thế giới hầu như không đạt được cực khoái vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên thì tốt hơn cả, bạn không nên giả vờ rằng mình đã lên đỉnh. Đàn ông rất ghét khi người phụ nữ giả bộ cực khoái, nó hiếm cho họ cảm thấy rất thiếu tự tin về bản thân mình và sẽ tức giận nếu như biết được sự thật. Tốt nhất là tại sao chị em phụ nữ không bày tỏ thật cho chồng biết bạn đang cảm thấy như thế nào và bạn cần gì và thiếu điều gì để cả hai được lên đỉnh cùng với nhau. Người đàn ông luôn luôn mong muốn người vợ, người bạn tình của mình cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi ở trên giường. Thế nên đừng ngại ngùng mà chia sẻ cho anh ấy nhé. Các bạn thân mến, với video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ một chủ đề tôi nghĩ tế nhị nhưng mà lại rất cần thiết trong bất cứ một cuộc hôn nhân hay bất cứ một mối quan hệ nam nữ nào. Hy vọng với việc thẳng thắn nhìn nhận và chia sẻ như thế này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn cởi mở, phóng khoáng hơn về những vấn đề. Nó chỉ là những nhu cầu của cuộc sống, chúng ta nhìn nhận nó một cách bình thường hóa, một cách thẳng thắn thì sẽ giúp cho chúng ta thỏa mãn được những phần trong cơ thể của mình. Và tôi nghĩ rằng nó cũng là những nhu cầu, những mong muốn rất chính đáng và cũng rất con người. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. 7 kiểu đàn bà dập nát đời đàn ông. Sống chung dù giàu có mấy cũng lụi bại. Phụ nữ là hoa, là phái đẹp, thế nhưng sự lựa chọn hoàn hảo cho cánh mày râu. Có lẽ không nên có 7 kiểu phụ nữ dưới đây. Đàn ông một khi có thể tìm đúng người phụ nữ cho mình, quãng thời gian nỗ lực phấn đấu để đạt tới thành công có thể giảm đi đáng kể. Chớ vội cho rằng nói như vậy là thiếu căn cứ, vì trên thực tế quan điểm này chẳng hề sai. Đàn ông giàu vì bạn, sang vì vợ. Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Sau lưng mỗi người đàn ông, nếu như có một người phụ nữ cùng thuyền vượt qua sóng gió, đồng cam cộng khổ, ủng hộ anh ta đến cùng, hẳn anh ta sẽ có thêm nghị lực kiên cường để phát triển sự nghiệp. Còn nếu không tìm kiếm được một người như thế, khi người đàn ông vừa đặt chân đến bến bờ thành công, người phụ nữ của anh ta có thể thay lòng đổi dạ, không chỉ lấy đi tài sản mà còn làm tổn thương sâu sắc tình cảm của anh ta. Thử hỏi khi đó, người đàn ông ấy phải mất bao nhiêu năm nữa để đưa tất cả về trật tự và bắt đầu lại từ đầu. Hoặc trong những tình huống khác, những rắc rối với người phụ nữ của mình cũng khiến đàn ông khó có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống sự nghiệp. Thế nên, việc lựa chọn một người phụ nữ cho mình ngay từ đầu đã góp một phần quyết định hoặc ít hoặc nhiều đến thành công của người đàn ông sau này. Cũng chính bởi vậy, dưới đây là 7 kiểu phụ nữ đàn ông nên tránh nếu không muốn cuộc đời mình gặp rắc rối. 1. Những người nói năng thô lỗ, bù lu bù loa, tùy tiện phán đoán người khác. Có người nói rằng phụ nữ thích kêu ca, bù lu bù loa là một loại bệnh, vừa khiến người khác không thích, vừa khiến người khác không muốn đến gần. Với những người như vậy, việc gì cũng không hợp ý họ, và đó chính là lý do để họ than phiền kêu ca. Một người đàn ông khi ở cùng một người phụ nữ như vậy, anh ta có thể giải tỏa phiền muộn, nhưng không thể chữa khỏi căn bệnh cố hữu, mãn tính mang tên kêu ca, than vãn của cô ta. Nói nhiều, nói lắm đã đành, đáng sợ hơn là những lời nói kém duyên cứ thế tuôn ra không ngớt, hẳn chẳng ai có thể chịu đựng cho được. 2. Những người tham lam. Đối với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, hẳn sẽ rất khó để họ yêu một anh chàng nghèo, bởi tình yêu của họ đầu tiên được xây dựng trên sự thỏa mãn về vật chất,
họ biết cách tiêu tiền của đàn ông và việc đó dễ hơn cả việc tự tiêu tiền của mình. Tiền bạc là điều kiện quyết định đến việc cô ta có qua lại với một người đàn ông nào đó hay không. Kỳ vọng một phụ nữ như thế này, đồng cam cộng khổ, đó là điều quá sai lầm. Ngày người đàn ông hết tiền cũng là ngày anh ta bị người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền bỏ rơi. Với những người phụ nữ thượng tôn tiền bạc, họ sẽ ở bên cạnh một người đàn ông cho đến khi túi tiền của anh ta cạn. Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn rằng bạn tiêu cả đời cũng không bao giờ hết tiền. Thế nên, thay vì để cô ta bỏ bạn, chẳng bằng tránh xa đối tượng này ngay từ đầu. 3. Phụ nữ quá lười nhác. Người phụ nữ đảm đang là người có thể quán xuyến mọi công việc trong gia đình để người đàn ông có thể yên tâm lo sự nghiệp bên ngoài. Người đó chắc chắn là trợ thủ đắc lực, hậu phương vững chắc cho người đàn ông. Do vậy, nếu một người phụ nữ quá lười nhác, việc gì cũng ỷ lại vào người đàn ông, khiến họ mệt mỏi không khác gì một con lừa kéo cối xay, lâu dần sẽ khiến họ chán nản và muốn giải thoát. Đàn ông cũng là người, họ cũng cần tình yêu. Họ coi gia đình là tổ ấm để trở về, chứ không phải là chiến trường phấn đấu. Vậy nên, họ chắc chắn sẽ không lấy một người vợ lười biếng. 4. Phụ nữ không tích cực cầu tiến. Con người sống ở đời luôn có rất nhiều sự đeo đuổi. Khi hoàn thành một mục tiêu nào đó sẽ lại đặt kế hoạch cho mục tiêu tiếp theo. Tuyệt đối không được lười, bởi một khi đã lười, ắt sẽ nghiện, sẽ biến mình thành một cỗ máy trơ lì và lười nhác. Bất cứ người đàn ông nào cũng đều hy vọng sẽ tìm thấy một người phụ nữ sống tích cực ở bên cạnh mình, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sống tốt mỗi ngày. Nếu một người phụ nữ không tích cực, cầu tiến, không có dự định, kế hoạch, thì dù có xinh đẹp đến mấy, cũng không có đàn ông ngó ngàng. 5. Những người không hiểu nguyên tắc, không biết điều. Từng có người nói, có thể chấp nhận những cô gái không xinh, không ăn vặt, nhưng tuyệt đối không chịu đựng được những phụ nữ không nói chuyện nguyên tắc. Những người không hiểu nguyên tắc có thể sẽ yêu cầu người đàn ông của mình dẫn đi mua trang sức dù anh ta đang trên đường đi họp, và lý do cô ta đưa ra là muốn thử xem anh có thật lòng với em hay không. Những người không hiểu nguyên tắc trước mặt bạn bè, gia đình người đàn ông của mình mà mặt nặng mày nhẹ khiến cho anh ta khó xử và mọi người cùng cảm thấy mất tự nhiên. Thế nên, những phụ nữ không hiểu nguyên tắc chính là những người không đáng yêu, không thể yêu và không hiểu thế nào là được yêu. 6. Không biết nhẫn nhịn, cá tính quá mạnh. Những người không biết nhẫn nhịn sẽ không chịu thua trong mọi trường hợp, mọi tình huống trong cuộc sống dù đúng hay sai. Và tính cách này chỉ gây khó chịu cho những người ở gần họ, cho đến khi chẳng ai có thể chịu đựng được vì quá ngột ngạt. Trong khi đó, trong mắt của những phụ nữ cá tính quá mạnh, đàn ông cơ bản chẳng là thứ gì tốt đẹp. Vì thế nên chẳng thể làm vừa mắt họ. Với những người phụ nữ như thế này, đừng quá kỳ vọng họ sẽ phục tùng nghe theo sự bàn bạc hay kế hoạch của chồng. 7. Những người tự coi mình là nhất. Trong cuộc sống vẫn có những người phụ nữ luôn cứng nhắc đến tiêu cực, cho mình là đúng, là trung tâm của mọi chuyện, sẵn sàng gạt những người khác ra ngoài. Và tất nhiên không nhiều đàn ông có thể chịu đựng được điều đó, trừ khi họ có thái độ hoàn toàn khác nhau trong công việc và trong cuộc sống gia đình. Mà khi cuộc sống gia đình cơm không lành canh không ngọt, sẽ thật khó để có được sự đồng thuận tuyệt đối để thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.